Chào mừng các bạn đã quay trở lại lớp dạy vẽ của Yuriport. Đây là một cái bài rất là đặc biệt. Đó chính là như mình đã nói, vẽ trên giấy xong và sẽ đưa vào máy tính. Thì cái hình mẫu mình chọn lựa và vẽ, lát nữa các bạn sẽ thấy. Trước tiên mình sẽ vẽ phác thảo nhanh luôn ha. Rồi, một cái vòng tròn như thế này, vẫn luôn là một cái vòng tròn để bắt đầu mọi thứ. Rồi, con mắt sẽ ngược lên trục nước qua đây như thế này. Thì như các bạn biết thì cái vòng tròn là một cái sự biến hóa rất là hình ảnh cho sự tiến hóa của loài người rất là nhiều. Phát triển bánh xe rồi này nọ. Ở đây chúng ta sử dụng cái hình tròn như vậy á. Các bạn đánh dấu mắt vô để mà cho biết đang nhìn đâu, nhìn ngược lại với mình. Mẫu này thì đang ngậm cái quái gì đó, cũng không biết đang ngậm cái gì. Cái vẽ cái miệng đang ngậm trước đi. Lát nữa mình sẽ tính sổ với nó sao. Ok, tóc. Giờ đến cái phần tóc. Thì nhiều bạn có thể biết bạn này và cũng có nhiều bạn có thể sẽ không biết bạn này. Đây là bạn Tử Sa, một trong những họa sĩ vẽ chibi cũng rất là già cỗi của trên mạng Việt Nam. Già cỗi nó là già thôi, nhưng mà có lẽ trong cái cộng đồng vẽ họa sĩ vẽ chibi thì mình già nhất. Canh cái phần đầu sao cho nó hợp lý. Okay. Mình sẽ xóa cái sọ đi một tí. Mấy cái quẹt quẹt tóc này nọ để mình cảm nhận cái chiều tóc thôi, chứ cái thật ra thì cái tóc nó không quan trọng lắm đâu. Cho mắt kính vô. Ok, rồi tiếp theo vẫn luôn là cái phần mình rất là quan trọng ha, con người. Thì bạn này đang ngồi một cái tư thế như thế này, cái mông ở đây, một cái chân thì thả xuống, một cái chân thì cong lên, thả quá. Rồi, mình tiếp tục hoàn thiện luôn cái chân trở con. Tay.
Ngập không có nhiều nhưng vẫn thể hiện. Ngực không có nhiều nghe là không thấy rõ trên hình chứ không phải là không có nha. Bạn này cũng ở rất xa nên mình cũng không có kiểm chứng được cái chuyện đó. Nhìn trên hình là thế. Úi dồi ôi, cái gì thế này? Kể đi, là cứng sao? Rồi, mình lại vẽ. Một cái khăn tròn ở đây. Rồi cái nón lật ra ở đây. Đây, đang cầm cái quái gì đó. Chắc là điện thoại. Rồi, ta bên kia thì không thấy. Rồi, là mình cho quần áo vô. What the fuck? À, để lâu quá mới tính từ đó. Tí nhăn nhó ở đây. Nhăn nhấm chứ lộn. Rồi thì trong hình bạn ấy ngồi hơi nghiêng ra tí nữa, mình sẽ lát nữa mình sẽ đẩy nghiêng. Hơi nghiêng là tí nữa. Ok, không sao cả, máy tính có thể làm được hết tất cả những chuyện như thế. Rồi, hẹn là gặp lại các bạn ở bên phần máy tính ha. Rồi, chúng ta lại quay lại với cái hình này ha. Sau khi mở ở phần cái sau khi chụp lại cái hình mà mình vẽ phác thảo thì mình sẽ bắt đầu tiếp tục. Những cái thao tác mình đang làm ở đây thì các bạn chịu khó coi lại những cái clip cơ bản để làm quen với Photoshop thay vì nhào vô hỏi mình liền, ok? Cái gì cũng có cả. Hãy từ từ, đừng dục tốc bất đạt. Rồi, để xây cái hình lại, mình xây cái hình lại để cho dễ nhìn. Rồi, bây giờ mình cần cái hình mẫu, mình file open, chọn cái hình mẫu ra. Đây là hình mẫu mà mình đã vẽ. Rồi mình nắm kéo xuống. Ở đây thì hình như từ Shape 3 nó đã có cái chức năng này rồi. Mấy Shape trước cũng làm được thôi, không sao cả, dễ mà. Bạn nữ này rất là cổ phong cấp. Nếu như bạn nào có nick bạn tiểu sa thì chắc cũng mới cũng thấy cái dòng status mà bạn ấy mới post thì cũng ném đá cũng rất là kinh khủng. Rồi, okay. Là sao mình làm được như vậy? Hãy coi lại những clip cơ bản, lúc nào cũng nói cái đó thôi, đừng hỏi, đừng bê em hỏi ngang ha. Cái phần clip cơ bản hướng dẫn vẽ máy bằng Photoshop mình up rất nhiều, rất nhiều, cực kỳ nhiều. Bạn chỉ việc lên kiếm cái channel của mình rồi là sẽ có những bài học cho bạn thôi. Quay lại cái chuyện của bạn tiểu sa, bạn ấy vừa post một cái bức xúc gì đó, tình hình là ném đá những họa sĩ này nọ, thì mình vừa vẽ này mình cũng vừa run, sợ vẽ không đúng bị ném đá nữa. Tội nghiệp. Trời ơi, nó nằm đâu rồi?
đôi khi có những phần ở trong hình mình sẽ chế ra thêm, chứ không phải là mình vẽ hoàn toàn theo cái hình mà mình phát thảo ha. Rồi cái môi lát mình tính nha, thì đến phần mắt mình luôn để nó ra một cái layer riêng để mà có chỉnh sửa gì cũng dễ hơn, nó không bị đụng vô những cái layer kia. Đều chưa nhỉ? Không ổn, chưa ổn lắm. Cho mắt này bữa rồi tí. Trong quá trình vẽ là mình sửa rồi này nọ liên tục luôn, không phải là cứ bám sát vô cái mà mình phát thảo. Bạn là người vẽ ra cái bản phác thảo thì bạn sẽ nắm rõ được cái bản phác thảo của mình, những nét nào cần, những nét nào bỏ hay là cái gì đó. Đó là cái giá trị của riêng cái bản phác thảo, không phải đưa lung tung là có thể vẽ được liền đâu. Với cái phần vĩ tài này được chưa? Rồi khá ổn, cái hình của bạn ấy hơi sáng ha, thành ra mấy cái chi tiết bên này nọ nó cũng không rõ ràng đâu, nó chỉ giống được chừng 70%. Rồi, những cái nếp gấp thì lát nữa mình tính luôn, không nhất thiết mà phải vẽ mấy nếp gấp vô nó làm rối hình của mình thêm. Có nhiều bạn vẽ cả nếp gấp thì tùy thôi, mình
mình sẽ dùng một cái phương án khác để mà thể hiện những nếp gấp. Không thấy tay bên kia, không biết cái tay kia bạn đang, bạn ấy đang làm gì nhỉ? À, chắc tay khúc này luôn đi. Đó, có những lúc mà bạn phải chữa cháy, nếu cái hình không rõ ràng thì phải chữa cháy thôi. Ok, đến chân nhanh đi. Hầu như không nói gì hết. Thật ra đôi khi các bạn thấy mình im lặng đi là tại những lúc đó mình quên, nhập tâm quá quên. Cái mắt kính dính chung với kia rồi. Không sao, không sao. Cắt mắt kính ra. Để cắt mắt ra để nó lên này. Layer khác. Gom hai layer vô. À, xong, vẫn chữa cháy được. Không sao cả. À, giờ tới cái miệng. Cái miệng. Rớt đi một tí. Ok, rồi, cho cái què rồi bạn ấy là ngậm đây. Bò cái này đi. Đó, mình đang làm tay chăm chăm hết đó nha. Ok, tắt đứng rồi. Chuẩn chưa? Khá chuẩn so với cái hình. Cần thêm một tí nữa. Cái màu đen đen này không biết là tóc hay là cái khăn choàng nữa, khó khăn quá rồi, cho khăn choàng luôn. Rồi, còn mắt kính, còn cái mắt kính.
mình giảm mắt kính sang một layer khác luôn. Đây là những cái phần nằm riêng lẻ nhau, thành ra nó sẽ cái này khó nhìn quá. À, hóa ra là thế. Nó tạm thời vậy đi, không to to rất là tí. Bởi vì là hình chibi, thành ra mình cũng đơn giản hóa đi, đơn giản quá đi những cái hình, những cái chi tiết luôn, hiểu không? Hình chibi là cái hình tối đơn giản, bạn làm nó rắc rối quá thì nó cũng không ổn đâu. Nhưng mà những cái cần rắc rối thì phải rắc rối, ví dụ như quần áo chi tiết này nọ, không phải là nó cần rắc rối nhưng mà cần bạn thể hiện nó tốt một tí thì nó sẽ ra, nó sẽ khác đi những cái hình mà chỉ vẽ trơn trơn xuống. Rồi bây giờ mình bắt đầu lên màu. Trước khi lên màu mình sẽ cho nó hơi nghiêng một tí như thế này. Ok, rồi với máy tính, chúng ta có thể làm được tất cả những cái chuyện như thế, rất là đơn giản. Đây mình sẽ cho này là cái con mắt, đúng không, mắt kính, con mắt này là cái quái gì, à là dư. Rồi đầu mình bắt đầu đi màu. Đây là layer nét, ghi vô cho các bạn dễ phân biệt ha, chứ đôi khi mình làm mình cũng không biết còn ghi nhiều đâu. Rồi ở đây xuất hiện ra một cái tình trạng là bị lủng lỗ. À, khi mà bị lủng lỗ thì chúng ta không bắt dính được, mà nó sẽ bị lòi ra nhiều lắm. Thành ra cố gắng đừng để nét bị lủng lỗ. Rồi bọc ok. Rồi control a n internet s m e này, tại sao phải làm vậy, để mà là nó tô màu nó không bị mất cái trắng đi, nó sẽ bắt sát vô cái viền đen của mình luôn, thì khi đó nó tốt hơn. Tóc bị lỗ rồi, nổi vô mày. Rồi ok, một vài cái chi tiết mà mình thêm vô để nói vô thì chắc cũng không ai để ý đâu, chắc cũng không sao, cầu trời đi, cầu trời là vậy. Ok, chúng ta tô một màu gần đen chứ không có đen. Vô tiếp, tô thiếu cái tóc nè, lấy lại cái nét. Rồi cái đồ của cái quái gì đó mà bạn ấy ngậm thì cũng đang màu đen. Rồi cái khăn cũng màu đen xanh. Rồi bla 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 bla, nhìn sơ qua đã. Ok. Ok, cái áo màu trắng, tô áo trước đi. Áo màu trắng, dưới đây màu kem. Sao màu nó ná nhau hết trời. Mốt mấy bạn gửi hình, đừng gửi hình lem màu nữa nha. Trời ơi, nó khó quá. Lem màu trắng sáng tươi. Ok, rồi đến quần màu xanh, còn cái giày thì màu nâu, làm khó nhau quá.
màu xanh 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 đậm tươi. Chưa tươi lắm, tạm thời vậy đi. Mình sẽ tô cái khăn choàng nó một màu tổng thể luôn, lát mình tính sao ha. Thì cái việc tô cái này trước, tô cái kia sau hay là cái gì đó nó tùy vào bạn thôi. Rồi cái cách quản lý layer như thế nào cũng tùy vào bạn thôi, nó không ảnh hưởng, nó không ảnh hưởng. Chủ yếu là bạn làm như thế nào mà nhanh nhất. Có khi bạn thấy cách của mình làm cũng nhanh, bạn có một cách hay hơn, bạn cứ lấy dùng cách của bạn. Chủ yếu ở đây là mình cách này là mình làm quen thôi, ra mình mới làm nhiều vậy. Ok, tạm thời vậy đi. Có một cái lớp gì ở đây nữa nè, xong rồi tải xuống đây phải không ta, hay là có người làm sao? À cái vỏ, trời ơi cái vỏ, còn mấy cái chấm 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 bi này là cái quái gì ta? Cái vỏ lộn, cái vỏ. Trời ơi bây giờ nhìn mới ra. Không sao, đây cũng là một trong những cái phần gọi là thử thách vui vui, lâu lâu cũng thử thách chính mình tí. Rồi vỏ màu xanh, đen xanh. Hello. Mình sẽ dùng cái thủ công là bôi đi từ. Ok, nó vẫn ra thôi, không có gì phải lo cả. Rồi cái này chắc cũng là một phần của cái khăn choàng luôn á. Rồi hiện ta bắt đầu vô khuôn mặt đây. Chúng ta lấy vùng tròn của khuôn mặt, lấy brush mờ bắt đầu tô. Đó, các bạn thấy được là cái mặt của chúng ta nó không còn đơn sắc nữa, nó không còn nhợt nhạt nữa, bắt đầu nó có một cái hình hình khối nhất định, nhìn nó rất là kia là cái gì mình cũng không biết, nói vậy thôi. đẹp cũng không đẹp, không biết tại mốt hay tại mình dễ xấu ta, nói lát cái chữ. Rồi giảm lực của cái brush xuống, rồi chúng ta lại lấy màu hồng có sẵn của Photoshop, đánh màu hồng vô. Con gái mà cứ bắn màu hồng vô. Ok, khá ổn. Mình lại tiếp tục lấy cái này quét nó đậm hơn phần tóc một tí, tạo chiều sâu cho khuôn mặt nữa, xong chưa? Ok, tiếp đến phần tóc đi. Tóc những cái phần màu đen nhất. Đang nhất mình tô trước. Ủa quên, đang đứng ở đây. Đây, khúc ở đây. Đó, các bạn thấy cái màu đen kia đang tô lên không? Đó. Nên tô lố quá thì mình lấy màu này mình tô chồng chồng lại một tí. Mm-hmm.
như thế. Lát nữa mình sẽ không phải lát nữa mà giờ mình sẽ sửa nó liền. Mình chỉ giờ giữ lại một vài nét nhỏ hay là cái gì đó, thì cái cách tô tóc này nọ là còn tùy vào cái tùy bạn thích tô như thế nào nữa. Rồi, bạn này có tóc màu hung đỏ, nó sẽ chuyển về đây. Đó, đây là cái kỹ năng ta pha màu của từng bạn thôi. Có nhiều bạn sử dụng những cái màu cơ bản ha, có nhiều bạn sử dụng những cái màu cơ bản thì thành thật mà nói đó là một cái sai lầm chết người. Tại vì khi mà bạn dùng màu cơ bản bạn tô nhìn nó rất là xấu, là một. Mình đang dùng chuột 100% nha, không có ăn vàng ở đây đâu, đừng lo. Đó, màu cơ bản thì một rất là xấu, hai nó không có đẹp, rồi cứ liền hoài thì cũng là như là xấu. Thì nói tóm lại đừng dùng màu cơ bản ha, cố gắng sử dụng một cái ví dụ như mà bạn có biết tí qua về cái hệ thống màu không, thì đơn giản nhất là cứ ra ngoài mấy cái tiệm đối diện mấy cái tiệm đối diện trường đại học kiến trúc á, nó sẽ có bán những cái bảng pha màu, bảng điều chỉnh màu này. Ủa sao nó không vô mà, à đúng rồi quên, thì nó có bán những cái bảng pha màu cho các bạn có thể tùy chỉnh. Đó, dựa vào đó có thể kỹ năng tô màu của bạn sẽ khá hơn. Rồi, chắc mình sẽ để cái phần chăm chút lại ở phía sau ha. Còn bây giờ mình sẽ tập trung tô cho hết cái bức hình, thay vì mình ngồi chăm chút từng chi tiết. Thì cơ bản tô như thế này rồi các bạn chăm chút vô tới cái đường vân của tóc là nó sẽ ra thôi, không phải lo. Áo cho nó về gần màu đen, mình lấy brush mờ rồi mình tô, mình giảm hai này xuống để mình tô. Nó bị lem ra mấy cái đường kia thì sao? Không sao cả, lát nữa chúng ta tính với nó. Rồi, nó to ra, lấy cái gom thật là sắc bén, cạo ý vậy. Thì không được rồi, lỡ vẽ vô kia rồi thì lấy brush cứng tô vô lại. Tăng này lên. Nó có nhiều bạn thì thích mà mờ ảo, có nhiều bạn thì thích cái nào ra cái đó, thì phong cách nào cũng được, cái nào cũng hay cả. Nhưng mà chủ yếu là có một cái phong cách riêng cho mình thì nó sẽ chuẩn hơn. Rồi, đến cái áo đi. Áo mình sẽ dùng cái này màu xám, mình giảm lực xuống. Rồi bắt đầu mình tô từ từ ra. Đó. Nếu như mà bạn thích cái bóng của bạn mềm mại nó mượt thì đó là cái cách tô.
Còn nếu như bạn muốn cái bóng của mình nó cứng như là mấy cái manga thì các bạn dùng ben ha. Tao dùng xong rồi phiêu tạc 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 xong đổ ra đó. Tô bóng cứng, tô bóng cứng cũng là một cái rất là hay. Còn mà dùng tô bóng mềm mại thì nó lại đòi hỏi nhiều quá. Rồi bóng cứng mình sẽ dùng bóng cứng ở như ở những cái nếp gấp bên này. Mình sẽ gợi một tí ở đây để mà cho thấy cái chân nó đang, cái miếng vải nó bị áp lực lên cái chân chứ không phải là không có ha. Ví dụ là vậy, thấy không? Thì cái kiểu bóng bóng cứng này nó lại thiên về manga nhiều hơn. Tiếp quần, quần là quần jean. Nếu như mà bạn nào khó khăn trong cái việc tô thể hiện cái chất liệu quần jean ha, chúng ta có thể lên mạng lấy về, lấy chất liệu jean về và ghép ở cái khúc này, từ từ làm khó mình, cũng là học hỏi thôi. Còn nếu mà để thể hiện chất liệu jean mà bằng chuột không thì nó lâu lắm, mình sẽ phải tuốt ra những cái sơ, những cái sớ của quần jean ha, để mà cho nó giống. Rồi còn gì nữa không? Thì đó là cái còn mắt làm luôn cho nó xong đi. Con mắt làm nhanh nha. Ví dụ như con mắt thì mình sẽ tô nó màu đen. Tô nó một màu đen như thế này. Thì mình thường tô màu đen này hết mắt như vậy ha. Ví dụ thôi, mình tô ẩu một tí ha, mà cho nhanh, đến giờ rồi, sắp bị hết dung lượng rồi. Rồi thì mình thích màu gì thì mình tô nó vô phần dưới đây. Ok, rồi mình lại quay lại màu đen. Oh shit. Cái gì trời. Rồi thì mình tô lại màu đen như thế này. Tô màu đen như thế này xong mình lại chồng màu trắng vô để làm cái bóng vô mắt. Vậy là ra được mắt xong. Đó là cách đơn giản nhất để mà vẽ không mắt ha. Rồi tới đây thì kết thúc cái bài hướng dẫn vẽ tay đưa lên máy. Thật ra thì cái phần vẽ máy mình cũng đã vẽ rất nhiều rồi, cũng đã hướng dẫn rất nhiều, các bạn có thể xem lại. Thì đây là một trong những tay mình nói thì có thể các bạn sẽ không hình dung ra được, và cũng nhiều bạn hỏi, thành ra mình phải làm một cái bài như thế này để các bạn thấy được rằng vẽ tay xong rồi chúng ta chụp hình lại đầu vẽ với máy nó cũng rất là đơn giản thôi. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi cái bài cuối cùng ngày hôm nay. Ở một cái loạt sau mình dự tính là sẽ là những cái bài chibi nâng cao. Chúng ta không chỉ đơn giản dừng lại ở cái mức mà vẽ cái hình nó nhìn được, mà chúng ta phải hiểu tại sao nó phải như thế. Ok, mình sẽ nâng cao cái nhận thức, cái hiểu biết của các bạn lên, thay vì cứ vẽ lung tung không biết đâu với đâu. Rồi cảm ơn các bạn, chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ.